Đến nay, quận Liên Chiểu vẫn là điểm nóng COVID-19 tại Đà Nẵng với tổng cộng 809 ca mắc COVID-19. Hiện trên địa bàn quận có 19 chuỗi lây nhiễm, trong đó có nhiều chuỗi lây ở các khu vực có nguy cơ cao như khu công nghiệp, chợ Hoạt Khánh, chợ Thanh Vinh. Từ ngày 9 tháng 12, quận áp dụng các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn ở cấp độ 3. Riêng phường Hòa Khánh Bắc đã nâng cấp độ dịch lên cấp độ 4 để nhanh chóng kiểm soát tình hình, hạn chế nguồn lây ra cộng đồng. Ngành y tế tăng cường lực lượng, tăng tốc truy vết, lấy mẫu diện rộng Quận Liên Chiểu cũng tăng cường lực lượng trực chốt tại các điểm phong tỏa cũng như khoanh vùng và đánh giá tình hình tại những địa điểm phát sinh ổ dịch mới.